Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tiệm bánh mì và bánh bao, Bao and Baguette, 714-617-5611. Michelle Steele, cho chức vụ dân biểu liên bang. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Thưa quý vị, liên quan đến đại dịch Covid-19 thì trong thời gian qua có rất là nhiều những cái cơ sở thương mại đã phải đóng cửa. Thì ngày hôm thứ tư 23 tây tháng 9 vừa rồi thì một cái hệ thống tiệm nail của người Việt có tên là Imagist Luxury Nail Cloud đã nộp đơn để kiện chính quyền tiểu bang cũng như là chính quyền địa phương ở ba thành phố là Irvine, Newport Beach và Long Beach vì đã đóng cửa tiệm nail này trong suốt 6 tháng qua và cái số tiền kiện rồi bồi thường là 5 triệu đô la. Thì có lẽ đây là cái tiệm nail đầu tiên của gốc người Mỹ thì Ngọc Lan chưa biết, nhưng mà riêng của cộng đồng Việt Nam thì có lẽ đây là cái đơn kiện đầu tiên liên quan đến cái vụ mà đóng cửa này. Thì theo những cái người mà quản lý của tiệm đó, người ta cho rằng là lý do họ kiện là ngoài cái chuyện mà thống đốc Gavin Newsom yêu cầu đóng cửa, ảnh hưởng đến cái đời sống kinh tế của họ trong thời gian đóng cửa đó, thì họ vẫn phải đóng tiền thuê nhà, đóng tiền thuế rồi đủ thứ các tiền khác hết. Nhưng mà bên cạnh đó còn có vấn đề về kỳ thị. Dựa trên cái lý do do mà họ cho rằng là kỳ thị là bởi vì ngay từ đầu thì trong một cái phát biểu của thống đốc Gavin Newsom, ông đã nói là cái dịch Covid-19 ở California nó xuất phát từ một cái tiệm nail. Chuyện đó chúng ta đã nghe rất là nhiều rồi. Rồi sau đó khi mà ông cho mở cửa trở lại đó, thì mở cửa xong lại đóng cửa. Rồi tiếp theo nữa là tại sao tóc thì ông lại cho mở cửa, mà trong khi họ lập luận rằng là những cái tiệm tóc á, cái khoảng cách giữa người thợ và người khách đó nó rất là gần, tại vì cái người khách sẽ đứng gần ngay trước mặt của người thợ sẽ đứng ngay trước mặt của người khách để mà cắt tóc, trong khi làm móng tay, làm móng chân thì cái khoảng cách nó xa hơn, cái khoảng cách tiếp xúc giữa người khách và người thợ nó xa hơn, thì tại sao lại là bắt buộc là phải đóng cửa. Rồi sau đó thì có cho nail làm ở ngoài, nhưng mà cái điều đó nó cũng gây rất là nhiều khó khăn cho các cái chủ tiệm nail. Thì đó là những cái lý do được đưa ra để mà hệ thống tiệm nail này kiện những cái chính quyền địa phương cũng như là tiểu bang và đòi cái số tiền bồi thường là 5 triệu đô la. Thì ai cũng biết là ngày hôm qua hôm kia thì cái thông báo rằng là các cái tiệm nail đã được chấp thuận cho đi làm trở lại ở bên trong, chỉ trừ một vài nơi, trong đó có Los Angeles. Tại sao? Lý do là Los Angeles vẫn là một nơi có cái tỷ lệ mà người nhiễm Covid-19, dương tính với lại Covid-19 nó cao hơn. Cho nên vẫn chỉ có thể làm ở ngoài chứ không làm ở trong. Nhưng mà nhiều tiệm đã bắt đầu thể hiện cái sự phản kháng của mình. Họ nói ok, bây giờ không cho làm ở trong, tụi tôi vẫn vô trong. Thì quả thực là họ dọn vô trong thiệt. Thì theo như những người mà đi làm nail trở lại cũng như là nhiều người người ta viết ở trên Facebook để họ cho thấy rằng là khi mà dọn vô trở lại đó thì nhân viên của Step Bar đi kiểm tra rất là thường xuyên. Khi mà các tiệm nail trong thời gian này người ta đi kiểm tra nhiều lắm. Nhưng mà có một cái hiện tượng đó là họ chưa có phạt ai hết. Họ chỉ nhắc thôi. Nhắc chừng, nhưng mà phạt thì chưa. Nhưng mà Ngọc Lan nghĩ nhắc đến một lúc nào đó thì họ sẽ phạt. Thành ra các tiệm nail bây giờ đó có một cái hiện tượng như thế này: khi một số tiệm nail ở vùng Los Angeles mở lại, dọn vô trong làm, gọi là làm chui đó, thì một số khách khi mà người ta trở lại á, người ta nói là hey, tụi mày khùng hả? Họ nói như vậy. Có biết rằng là trong thời gian qua đó, mặc dù cấm như vậy nhưng mà người ta vẫn làm ở trong rất là nhiều không? Có những cái tiệm họ vẫn dựng những cái lều lên ở ngoài, mình đi ngang mình thấy. Nhưng mà thật ra đó, khách làm ở trong nhiều lắm. Nó là không có lý do gì trong thời gian qua mọi người đóng cửa như thế. Và khách người ta cũng rất là
thông cảm, rất là hiểu cho cái chuyện mà khó khăn của những người thợ. Thành ra mình thấy rằng là giống như là một hình thức trá hình. Có người thì làm ở ngoài rất là tử tế, nhưng mà cũng có khi phải vô trong. Thành ra là cái chuyện mà mở cửa lại, rồi vấn đề mà ngành nail ở Los Angeles vẫn là một cái tâm lý của những người thợ, họ không hoàn toàn là thoải mái, cũng như người chủ. Họ biết rằng là họ đang gian dối, nhưng mà họ phải chấp nhận cái chuyện đó bởi vì mưu sinh. Tôi chưa được đọc cái bản tin liên quan đến cái vụ các hệ thống nail mà kiện đòi 5 triệu. Nhưng mà tôi đoán rằng nếu mà dựa trên cái vấn đề là ông Newsom, ông nói câu rằng coronavirus phát sinh từ California, khởi đầu từ các tiệm nail, thì đó là một cái lý cớ để luật sư có thể tranh cãi trước tòa được. Đó là một cái thứ prejudice, tức là một thứ thành kiến. Và nếu mà ngay từ đầu mà ông lãnh đạo tiểu bang mà ông đã có thành kiến đối với một nghề như vậy, thì là vấn đề kỳ thị. Có thể nhé. Chứ còn nếu mà không có câu nói đó thì cũng khó, vì lý do đơn giản thế thôi. Họ sẽ đặt ra một câu hỏi như vậy: đó có phải là tiệm nail duy nhất mà bị đóng cửa không? Hay là tất cả mọi tiệm nail tại California đều bị đóng cửa, chịu một cái quy định giống như thế? Thì nếu mà tất cả mọi tiệm nail đều chịu quy định giống như vậy đó, thì cái nó gọi là cái grounded, tức là cái cơ sở căn bản để đưa ra tòa là không có. Cái điều thứ hai, nếu bảo rằng cái ngành tóc họ gần ghề hơn ngành nail thì điều đó đúng. Nhưng mà lại có một cái tranh cãi nữa là bây giờ bê trên what, dựa trên chính sách hay là dựa trên là cái sự giám định của các chuyên gia về y tế. Nếu mà những chuyên gia y tế của tiểu bang, của liên bang bảo là không, cái việc cắt tóc nó bớt nguy cơ lây lan hơn ngành nail đó, thì lúc đó cũng không cãi được. Bằng chứng là bây giờ ông Fauci nói, ông FDA nói, ông CDC nói và Tổng thống nói đó. Thì bề ngoại trừ trường hợp Tổng thống Trump vừa mới tuyên bố ngày hôm qua, chiều hôm qua thì phải, là Tòa Bạch Ốc sẽ gọi là overrule, tức là có những quyết định chùm lên trên quyết định của FDA. Bởi vì cái cơ chế của chính phủ, FDA phải báo cáo cho Tòa Bạch Ốc, và Tòa Bạch Ốc sẽ dựa vào trên đó đưa ra một số quyết định, thì nó khác. Nhưng mà nếu mà là một cơ quan thuần túy khoa học đó, họ sẽ bảo không, chúng tôi không nghe lệnh của Tổng thống, bởi vì chúng tôi là những nhà khoa học. Chúng tôi không thể nào vì những cái áp lực như vậy để chúng tôi chuẩn thuận một cái loại vaccine nó sớm hơn, mà cái điều đó có thể là gây nguy hại tới tính mạng của người dân. Thì lại một lý do lý thú nữa, đây là cái lúc mà luật pháp họ sẽ tạo ra được những cái tiền lệ. Trong luật thì nó có luật và có lệ. Nếu những cái vụ này mà nó xử có một cái kết thúc một vụ án xong, nó sẽ đi vào lịch sử luật pháp của nước Mỹ. Đây là một cái tiền lệ mà năm đó trong luật thì chưa quy định, nhưng mà vì đối phó với hoàn cảnh Covid cho nên tòa án đã xử như thế này. Thì lý thú lắm, bởi vì tôi là một cái môn học mà ngay cả xã hội học hoặc là luật họ sẽ được tìm lại một cái giai đoạn mà có những cái quyết định nó hoàn toàn chưa bao giờ có trong luật cả. Những cái quyền tranh cãi hiện nay giữa một bên là nhà khoa học và một bên là những người làm chính trị đó, nó ra sao nó chưa ngã ngũ, bởi vì chúng ta chưa biết được. Nhưng mà cho tới giờ phút này đó thì thấy rằng khuynh hướng của những người như là ông Dr. Anthony Fauci, ông Robert Redford của phía bên CDC chẳng hạn, thì họ đều, ông Stephen Hahn của bên FDA thì đều nói không có được thuận thảo với Tổng thống lắm. Bởi vì họ bảo là cách nào mà chúng tôi làm kịp cái chuyện mà chuẩn thuận lẹ như vậy thì có thể sẽ phải đối đầu trước pháp luật. Nhưng mà ra một phiên tòa thì lúc nào cũng phải nó một cái grounded, tức là một cái cơ sở vững chắc về mặt lý luật. Vì nhân nói về vấn đề Covid thì thưa quý khán giả, nó có một cái tin rất lạ sáng ngày hôm nay. Lần đầu tiên trong lịch sử Cộng sản Bắc Hàn mà ông chủ tịch Kim Jong Un đã ông đọc cho tiếng Triều Tiên là Un á. Thì ông, cái này là ghét từ ở trong cách gọi luôn. Kim Jong Un ông vừa mới chính thức gửi lời xin lỗi nhân dân Nam Hàn. Cái chuyện đó lạ lắm. Bởi vì hôm vừa rồi thì tuần duyên của Bắc Hàn bắn chết một người Nam Hàn khi mà họ đi qua cái khu vực Maritime, tức là cái vùng biển phân chia giữa hai nước. Bắn xong rồi đốt xác luôn. Vì sau đó phía bên Nam Hàn mới tìm ra được. Thì Kim Jong Un nói rằng trong cái thời kỳ mà đáng nghĩa phải có những cái lời chia buồn với những người yêu nước của Nam Hàn, cũng lại tuyên truyền nữa, thì đã xảy ra một chuyện như vậy, thì xin lỗi chính thức Tổng thống Nam Hàn và người dân Nam Hàn. Nhưng mà cái bên sau trong của vấn đề này là Bắc Hàn bị họ tìm đủ mọi cách để ngăn, không cho một
người nào của một cái đất nước khác mà có thể len chân được vào Bắc Hàn cả, họ sợ là mang theo coronavirus. Đó là cái lý lẽ thôi. Nhưng mà đây là cái dấu hiệu cho thấy rằng Kim Jong Un cũng có vẻ bắt đầu biết hạ giọng một chút trong cái tình hình căng thẳng này. Bởi vì cái vụ bắn này nó gây ra cái sự tức giận vô cùng đối với nhân dân Nam Hàn. Kim Jong Un và con người kỳ lạ của một cái đất nước kỳ lạ. Bố Un thì cô gọi là Kim Jong Un. Không, cái đó nói thật, tại vì tiếng Triều Tiên gọi là Kim Jong Un thì ông là ông Kim Jong Un, đúng rồi. Cảm ơn nhà báo Đinh Quang Thái đã đến với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ hai tuần tới. Chúc quý vị một buổi cuối tuần thật là an lành. Chào và tạm biệt quý khán giả. Cô Ngọc Lan xin thứ hai tuần tới cô cứ làm mình mà không có tôi.